Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong đã đọc lên một lần duy nhất 50 con số có một chữ số. Các thành viên của đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam tập trung lắng nghe và ghi nhớ, với thời gian trung bình là mỗi con số được đọc lên là 1 giây. Một trong những thành viên của đội tuyển đã nhanh chóng đăng ký, là người đầu tiên đọc lại toàn bộ 50 con số đúng thứ tự mà không cần phải nghe lần nữa. 8 2 8 2 6 3 9 4 1 9 3 7 5 7 3 1 6 8 4 2 8 8 7 7 1 2 5 and 5 5 Bằng năng lực vượt trội được huấn luyện tại trung tâm tâm trí lực, thí sinh Huỳnh Lâm Tính đã xuất sắc lập được kỷ lục trí nhớ Việt Nam. Người nhớ 50 số sau một lần nghe trong thời gian nhanh nhất. Kính thưa quý khán giả, cái trí nhớ kỳ lạ của cậu bé Huỳnh Lâm Tính nhớ 50 số trong một lần nghe với thời gian nhanh nhất và sau đó đã lặp lại chính xác 50 số đó. Và tôi đã tìm về tận nhà của bé để tìm hiểu câu chuyện về tại sao bé lại có một cái trí nhớ đặc biệt như vậy. Nhưng đằng sau cái thành tích này là một câu chuyện khác. Mời quý khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện này qua chương trình Cuộc Sống Và Những Điều Kỳ Diệu ngay sau đây. Cậu bé Huỳnh Lâm Tính sinh năm 2005. Ngay từ khi Tính bước vào tuổi đến lớp mẫu giáo, cha mẹ Tính đã cảm nhận những điều đặc biệt khác lạ trong tính cách của con mình. Trước khi tham gia học cái lớp tâm trí lực thì bé Huỳnh Lâm Tính dường như có mắc phải một cái vấn đề gì đó về tâm lý phải không chị? Bé thì bẩm sinh là có di truyền, hai cái con ngươi của bé lòng đen của mình á, thì là mình đặt đứng yên, nhưng mà bé thì là lắc. Hai cái lòng đen trong mắt nó lắc lư hả? Lạ ha. Nếu như mà muốn mà đứng yên á thì cái đầu nó phải ngước lên trượt lên, thì cho nên cái tầm nhìn mà khi đi học á thì bé sẽ không có nhìn thấy được rõ. Hoặc là ngồi ở bằng nhất rồi thì bé phải ngồi trước bằng nhất nữa bé mới thấy. Và đôi khi bé phải tự đi lên nhìn bảng thấy chữ và xuống viết, nên là việc nó học nó hơi khó khăn hơn bạn khác. Ngay từ nhỏ thì Huỳnh Lâm Tính đã có những biểu hiện gì nó khác không? Nó không giống như một đứa trẻ bình thường. Dạ, bé thì từ lúc mà mẫu giáo thì bé đã có những cái khác biệt với bạn bè rồi. Dạ, thì đi vô lớp mấy chục bạn thì bé học chừng một tiết học là 20 phút thì bé chỉ học có 5 phút à. Và sau rồi bé đi. Cứ bé đi luôn. Dạ, tự đi. Đi vòng cho nên là cô phải đi dòm ngó đi theo, nhưng mà tới thời gian thì cô không có đi hoài được thì cô bắt bé ngồi kế bên cứ dạy khổ ha. Dạ, cái xong cái cho bé khi mà lên thành phố á, thì mới thấy bé vậy thì mới cho bé đi học lớp khoảng 20 bé, 25 bé thôi. Thì cô giáo á, là mới tấn vô cái góc cột, nghĩa là lấy cái bàn á, tấn vô cứ đi hoài cô không có quản lý được. Mà đi kiểu như làm cái khác, nhiều khi đánh mấy bạn khác á, cứ giả mặt không à. Trong 20 bạn thì cứ bắn giống suốt à, cứ giả mặt cho các bạn khác. Rồi cái cô mới tấn vô góc thì cô ngồi trên đó cô dạy luôn. Thế là đôi lúc những cô cũng phải đi vệ sinh đồ này nọ, thì khi cô đi thì Tính chuồn từ cái bàn, Tính đi ra Tính lại đi lại đi nữa. Khổ đi. Nhưng mà mình có đi cho khám bác sĩ không? Bác sĩ kết luận sao? Thì lúc đó thì mới mình cũng có đi vô bệnh viện Nhi Đồng 1 á. Thì bác sĩ ghi là dưới là ghi là bị tăng động, nhưng mà là tự kỷ nhẹ. Tự kỷ nhẹ. Trong một dịp tình cờ, mẹ của cậu bé tự kỷ Huỳnh Lâm Tính đã gặp kỷ lục gia trí nhớ Nguyễn Phùng Phong, người sáng lập trung tâm huấn luyện và đào tạo tâm trí lực tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc gặp gỡ này, từ năm 2017, cậu bé Huỳnh Lâm Tính đã được theo học tại trung tâm. Sau một năm được huấn luyện, từ một cậu bé thụ động, thích tách biệt,
thường xuyên có thái độ không hợp tác với bạn bè. Tính đã thay đổi hoàn toàn, dạn dĩ và cởi mở hơn, có thể trình bày suy nghĩ của mình một cách thoải mái, tự tin trước đám đông, yêu thích viết lập trình vi tính và có một kỷ lục gia trí nhớ Huỳnh Lâm Tính đã gây bất ngờ lớn cho mọi người. Chú ngồi ở dưới, chú làm khán giả. Chú nhìn con, lúc đó con căng thẳng lắm. Lúc đó con tập trung, cái điều gì khiến con nhớ 50 số? Chỉ sai có một số cuối thôi. Con có phương thể pháp. Phương pháp gì con nói lại cho khán giả hiểu đi. Dạ, phương pháp này là mình dùng cả hai bán cầu luôn. Và cộng thứ nhất đó là cái key, nó một trong hai cái key của nó. Cái key thứ hai là mình gắn cái mình quen với cái mình không có quen. Thì mình sẽ nhớ được cái, thì cái đó nó sẽ được liên kết. Và từ khi mà mình nghĩ tới cái mình quen thì mình sẽ suy ra cái mình không quen đó. Ồ, dạ. Vậy hả? Mà sao con biết điều này vậy? Dạ, thầy Phong chỉ. Chỉ hả? Dạ. Mất trong bao lâu? Dạ. Thì con có thể làm được điều đó? Cũng cỡ một năm. Một năm? Một năm thì con luyện làm được điều đó. Mà 50 số vừa rồi chỉ là ở mức 1 thôi phải không? Dạ đúng rồi. Con có hy vọng là cho tương lai con sẽ nhớ nhiều hơn không? Dạ, có chứ. Con đặt mục tiêu bao nhiêu nè? Con đặt mục tiêu là 500. Mục tiêu lớn là 500. Mục tiêu lớn 500 số. Tức nghĩa là khi người ta đọc cho con một tới tốc độ là 1 giây trên 1 số thì người ta có thể đọc cho con 500 số và con nhớ dễ dàng. Sau khi nghe một ai đó đọc, dạ, lướt qua một lần thôi phải không? Dạ. Không được lần thứ hai. Dạ, không được. Một lần duy nhất Tính sẽ đọc y chang lại quanh bách năm. Đó là mục tiêu tương lai nha. Thì cái chuyện đạt được hay không đạt được là mình miễn bàn. Vấn đề còn phải nỗ lực, phải cố gắng, phải học và phải rèn luyện rất là nhiều. Nhưng ở đây tôi nhìn ra là cái đam mê và cái quyết tâm của Tính. Thì cái lúc mà con tập trung suy nghĩ vậy đó, cái gì nó hiện ra trong đầu của con vậy? Thì hình ảnh. Hình ảnh hả? Nó phá đảo trái thì nó tiếp nhận, thì cái nhiệm vụ của nó là tiếp nhận thông tin, gọi là tiếp nhận thông tin mà chưa qua mã hóa. Bắt đầu thầy đọc á, số 1234 á, thì cái não trái này nó tiếp nhận cái số đó và nó sẽ nhanh chóng, nó dùng cái bộ mã nó chuyển qua cho não phải. Hai não bán cầu não này nó sẽ làm việc cùng với nhau. Gọi là não trái thì nó sẽ có nhiệm vụ là tiếp nhận và xuất ra thông tin. Còn não phải thì nó tiếp nhận là xử lý thông tin. À, kính thưa khán giả, nghe em bé nói mà tôi ngỡ ngàng. Bởi vì cái tuổi thơ của tôi hoàn toàn không có cái phương pháp huấn luyện và đào tạo này đâu. Chỉ có cái cuộc sống hiện nay với nhiều cái phương tiện và cái điều kiện để tiếp cận với cái nền khoa học và cái nền văn minh của các nước phát triển thì mình mới có được những cái giải pháp tuyệt vời trong vấn đề giúp cho trí nhớ nó tốt hơn như Tính đã làm được. Thì Tính thấy cái trí nhớ nó đem lại cái gì? Thứ nhất là nó đem lại là cái tư duy sáng tạo. Tại vì khi mà mình nhớ thì mình phải ghi liên tục, mình tưởng tượng liên kết. Cái liên kết mà để tùy theo cái độ nhớ lâu á, thì phải tùy theo cái độ sáng tạo, tưởng tượng. Và phải tưởng tượng hoặc là vui và sáng tạo. Tại vì đứa càng sáng tạo thì mình sẽ càng nhớ lâu. Được. Một trong những kỹ năng lạ mà Huỳnh Lâm Tính đã thử nghiệm thành công nhiều lần đó chính là ghi nhớ vị trí từng ô vuông của khối Rubik trong vòng 15 phút. Sau đó, em sẽ bịt mắt lại và điều chỉnh khối Rubik một cách thoải mái. Từ một cậu bé không chịu ngồi yên vì bị bệnh tăng động bẩm sinh, qua phương pháp huấn luyện của tâm trí lực, Tính trở nên đầm tính rất rõ nét. Em đã kiên nhẫn điều khiển cân Rubik bằng cách bịt mắt trong khoảng thời gian dài cho đến khi thành công. Chỉ trong 15 phút đã làm lại đủ 6 mặt của con Rubik. Mặc dù tôi không có bịt mắt, tôi nhìn như chẳng nữa. Tôi dặn nửa ngày, hồi xưa tôi từng chơi cái này, tôi dặn nửa ngày mới được 6 mặt như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái trí nhớ, cái trí tuệ của Huỳnh Lâm Tính nếu được đầu tư phát triển hơn nữa thì hy vọng trong tương lai chúng ta có một nhà khoa học với những sáng tạo khoa học kỹ thuật đóng góp những cái lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội và cho đất nước từ những cái việc nhỏ như thế này. Huỳnh Lâm Tính được một người bạn của cha mua tặng cho con robot Omni được điều khiển từ xa với chức năng giúp cho những người thân trong gia đình có thể tương tác với nhau bằng giọng nói và hình ảnh dù ở cách xa nhau. Tính đã có thêm một người bạn tâm đắc ngay trong nhà. Mục tiêu của con là mục tiêu xa là 500 số. Mất cái number. Rồi mẹ chúc con là mình là luyện tập cường độ nha con, điều độ hơn là cường độ nha. Để mình đạt được cái mục tiêu của mình nha.
Rồi. Nha, mình sẽ là đem huy chương về cho đất nước mình. Đó là niềm tự hào của con, cả gia đình và cả xã hội, cả nước Việt Nam mình nha. Rồi, bye bye. Rồi, tốt. Bye bye con. Con robot Omni độc đáo này là sản phẩm đáng tự hào của một tài năng khoa học trẻ người Việt Nam, tiến sĩ Vũ Duy Thức, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hoa Kỳ. Bé cũng thường ở nhà rồi cũng có luyện tập rồi đó. Thầy cũng dạy có phương pháp cụ thể rõ ràng hết rồi. Người kể chuyện của chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu luôn hy vọng. Câu chuyện về kỷ lục gia trí nhớ Huỳnh Lâm Tính và em gái là kỷ lục gia Huỳnh Lâm Minh Thanh sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều bạn trẻ Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu lần này đã vinh dự kể cho quý khán giả nghe câu chuyện rất thú vị về Huỳnh Lâm Tính cùng em gái là Huỳnh Lâm Minh Thanh, hai kỷ lục gia trí nhớ đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam học theo cái phương pháp tâm trí lực để biết đâu phá kỷ lục của hai bạn trẻ này luôn. Nhưng tôi tin rằng hai bạn trẻ này sẽ cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa để đạt những kỷ lục mới trong tương lai. Xin tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình lần sau.